sợ chứ chàng ơi, cầu nó lung lưa mà cô. Cầu cũ mỗi lần em đi đi ngang cầu em thấy sợ. Tại huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ và cũng như nhiều địa phương miền Tây sông nước khác, nơi có hệ thống sông ngòi chằng chịt và đan xen nhau, cầu tạm từ những tấm ván gỗ, tre, sắt nhiều vô số. Qua vài mùa mưa nắng, chúng không tránh khỏi xuống cấp, khó đi, bề mặt trơn trượt, dễ gây té ngã. Điều này gây khó khăn cho học sinh khi đến trường, người dân đi lại, vận chuyển nông sản và giao thương mua bán. Nít nó mặc vô quần cụt, nó lội dưới nước á, rồi nó mới là cái tập nó đổi để đậu đội đi. Lội nước ra tới ngoài lộ lớn rồi thì nó ướt mình cái chân rồi ha. Cái tội nghiệp lắm kìa. Mà là tới mấy cầu cha mẹ phải lại cho giờ nó quan tâm tới con. Thằng mà cho nó đi qua cầu khỏi, khỏi cái cầu rồi thì giờ mà cha mẹ mới gì à. Chiều buổi sáng thì ít mưa, buổi chiều thì mưa nhiều. Sợ bị trượt á, sợ té, em xuống em dẫn thấy hơi cực. Cái mùa lúa là máy cài với máy cắt đồ nó không có vô được, bởi vì cầu giáng mình bắt rất thấp. Nếu mà thấp mà nó còn chợt té, không chi là bắt cao đúng không? Có lúc mấy anh văn phòng ở dưới xã đi trấn an ở trên này thì cũng mắc đẩy cho mấy anh đi ngang chứ mấy anh chạy không được, nó chợt, nó ướt cầu á. Đó là phải mạnh đó mà còn phải mắc đẩy, không chi là phải yếu. Đi ngày 2-3 giác mà có đi ngang được đâu, mất bưng qua rồi mới chạy xe qua mới đi được. Làm mười mấy năm rồi đó. Té hoài ha, hồi xưa trời mưa thì cầu giáng nó dính bùn, nó dính này kia lên là thắng là bị chợt té lắm. Tay lái cứng chạy như dán chạy. Trên đây lên thì dễ, qua bển nó xuống dốc sợ nó ủi vô nhà ra đó, vô hàng rào ra đó. Ít xe ít chạy lắm, còn là đi bộ thì nhiều. Còn mẹ ơi, mình hàm xong chiếc xe buốt vết luôn, mà không có cầu làm sao sắm. Trời ơi, dùng xe nặng muốn chết là đâu dắt qua được đâu. Quỹ Hy vọng sáng lập bởi tập đoàn FPT và báo VN Express đã khởi xướng chương trình Nâng bước em đến trường từ năm 2018 với mong muốn nâng cao sự an toàn cho trẻ em khi tới trường và chất lượng cuộc sống cho người dân. Đến nay, dự án đã cán mốc 200 cây cầu, gấp đôi mục tiêu ban đầu đã đề ra. Kinh phí xây cầu được góp sức bởi Quỹ Hy vọng, nguồn ngân sách địa phương và vận động xã hội hóa. Ngoài ra, quá trình xây dựng cầu còn được sự đóng góp nhiệt tình của bà con nhân dân. Bà con ta thấy bắt cái cầu quá ngon nên ta mừng, ta xuống nhà đóng góp. Lớn lên mình trưởng thành mình biết vụ đó rồi, mình thấy con cháu mình tội nghiệp mình cất cầu cho nó sạch sẽ cho đi xe cầu rồi cho nó thoải mái thôi. Hy vọng mình bắt cho càng có cầu nhiều cho còn anh em con cháu sớm dìm đi mình mừng thôi. Tình thơ có lẽ đối với FPT nó cũng là nhân duyên. Năm 2007 thì là cầu Cần Thơ sụp và ngay chiều hôm đấy chúng tôi đã đưa một đoàn người ở FPT xuống để hỗ trợ các nạn nhân. Chúng tôi đi phải từ gia đình này nhìn thấy gia đình như kia qua con kênh và đi phải rất dài. Tôi chợt nghĩ rằng tại sao những con kênh nhỏ bé như thế này mà chúng ta lại có thể để cho bà con phải đi xa đến thế. Cũng ngay trong đợt đấy có lẽ FPT là đơn vị duy nhất đã phát động phong trào nâng bước dân con đến trường với một cái thông điệp của người FPT rằng nếu các anh đã hy sinh, đã bỏ mình vì những nhịp cầu của Tổ quốc thì người FPT hãy chung tay xây những nhịp cầu đưa các con đến trường. Và mười mấy năm sau một lần nữa khi Quỹ Hy vọng, Quỹ từ thiện xã hội của FPT và báo VN Express ra đời thì chúng tôi nghĩ ngay đến việc chúng tôi sẽ mơ ước xây những cây cầu để đưa không những các trẻ em đến trường mà đưa cả đồng bào gặp khó khăn trong việc phát triển kinh tế xã hội. Những cây cầu hy vọng bằng bê tông, cốt thép kiên cố đang thay thế dần cầu tạm đã mang lại một sức sống mới cho miền sông nước. Một thế hệ học trò mới không còn đến trường trong nơm nớp lo sợ. Tương lai của các em và gia đình cũng tươi sáng hơn khi kinh tế đã được tạo đà phát triển nhờ việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa thuận lợi và dễ dàng hơn. Hết cái khổ rồi, đi mận ruộng thì đi vô cũng dễ, mà là lúa chở nó qua lại nó cũng dễ. Giờ nhìn thấy con đi rồi, thấy đi thảnh thơi, thấy mừng dữ lắm. Bởi vì bắt cái cầu này được rồi bà con thôi, phấn khởi không biết bao nhiêu mà nói. Đi thoải mái, người nào cũng mừng hết á. Thì dân ở đây cũng phấn khởi, ta mừng dữ lắm. Vì nó là cầu giáng, đi cũng hơi sần sụp, bắt cái cầu này mừng dữ lắm rồi. Rồi từ có cầu này tới giờ thì bà con đi thoải mái hơn.
xe cộ này kia, xe bốn bánh rồi nhấn qua nó thoải mái hơn. Hồi lúc kia nó có khăn đầu dán nhỏ nó gặp gình đó. Không phải riêng mình anh tôi, bà con vòng vòng ở xóm ai cũng là vui mừng cho thì có cầu bự ngang sông. Nhờ quỹ hy vọng cho cái cầu này là mừng dữ lắm, rất là thuận tiện, sản xuất rồi nó cũng được yên tâm, lái rồi nó vô nó mua hàng mình nó chở ra được là nó mới vô, còn nó chở ra không được thì nó đâu có vô đâu. Từ lúc có cầu mới em đi dễ dàng hơn, không có sợ như cái cầu cũ. Chúng tôi cũng không nghĩ rằng là cái tiến độ nó đạt đến bây giờ là gần như là gấp đôi. Các bạn trẻ ở Cần Thơ, ở Đồng Tháp, ở An Giang cũng học hỏi được rất nhiều trong cái việc mà phối hợp để triển khai những cái dự án sắp tới, học từ cái phương pháp vận động cũng như là tổ chức thực hiện của cái dự án cầu Hy Vọng. Cái năng lượng, cái niềm hạnh phúc của bà con khi nhận được cái cầu, nó tiếp xúc cho chúng tôi đi mà nó không mệt mỏi. Chúng tôi không dừng lại ở cái cầu 200 mà chúng tôi mong muốn dự án này nó sẽ đi tiếp nữa, và mong rằng những cánh tay, những cá nhân hãy đồng hành cùng chúng tôi để chúng tôi có đủ sức mạnh, có đủ tài chính để chúng tôi tiếp tục xây những cây cầu tiếp theo trong thời gian tới.